có khí thế này. Vâng, vâng, có, mấy anh em cũng ở bên đấy rồi mà. Hả? À, mấy anh em cũng ở bên đấy rồi. À, mấy cái xưởng sửa ô tô. Đây là xưởng khí ô tô. Vâng. Cái này là xưởng là hút xoan chứ anh nhỉ? Xoan lên. Vâng. Tốt lắm. Ba buồng này khoảng bao tiền một cái hả? 6 triệu. Hai buồng cái chắc là ít hơn nhỉ? Hai buồng cái này không? Đúng. À. Hai buồng.